tình yêu mù quáng. Tập 23, không cần tôi thì không quấy rầy cô ấy nữa. Đồng Đồng, cậu tỉnh rồi à? Đồng Đồng, cậu nhìn được rồi à? Đồng Đồng, cậu nhìn thấy từ khi nào thế? Ra ngoài. Nếu không phải mình bệnh viện lấy thuốc cho cậu thì mình cũng không biết đấy. Cô không cần phải đạo đức giả với tôi, cũng đừng nghĩ ra lời dối trá nõa gạt tôi nữa. Cô và Trì Sam cặp kè với Nhoa tôi đều thấy hết rồi. Vậy sao? Vũ Vi, xảy ra nhiều chuyện như vậy, hình như chúng ta vẫn chưa nani chuyện nghiêm túc lần nào nhỉ? Cô nghĩ chúng tảng cần phải nói chuyện sao? Cần chứ. Ví dụ, cô chưa bao giờ thành thật nói với tôi. Tại sao bỗng nhiên cô lại đối xử với tôi như vậy? Lâm Tâm Đồng, không phải đột nhiên tôi đối xử với cô như vậy đâu. Tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu. Rất lâu rồi. Tôi đã làm gì khiến cô hận tôi đến vậy chứ? Làm gì à? Chẳng lẽ cô đã quên hai chúng ta quen nhau thế nào sao? Bởi vì bố tôi, bởi vì bố tôi là tài xế của bố cô. Nhiều năm như vậy, bố tôi luôn khom lưng uống gối với bố cô. Lúc nhỏ, ông ấy chỉ vào cô và nói với tôi, đây là đại tiểu thư. Bảo tôi sau này nhất định hết lòng phục vụ cô, giống như bố tôi phục vụ bố cô vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ coi cô như người dưới cả. Tôi luôn coi cô người chị em tốt nhất. Thế thì sao chứ? Cô vẫn luôn cao cao tại thượng, còn tôi lại thấp hơn một bậc. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô lại nghĩ như vậy. Tôi chính là nghĩ như vậy đấy. Nể tình đã quen biết nhiều năm như vậy, nhân tiện nói với cô một chuyện. Tần Mặc Nghiêu bên cạnh cô từng có địa vị cao hơn cô nhiều. Tập đoàn Tần Thị của bọn Hoại Tị sao lại phá sản, cô có biết nguyên nhân không? Bởi vì bố cô đấy. Bởi vì bố cô đã lừa gia đình Huến mức phá sản. Không thể nào. Không đời nào bố tôi lại làm những việc như vậy. Có phải thật hay không? Cô nghe ngóng một chút là biết mà. Năm đó Hồng Phục thôn tính Tần Thị là tin chấn động trong giới kinh doanh đấy. Tần Thế Kiệt, ông chủ của Tần Thị, là chiến hữu đã kết giao nhiều năm của bố cô. Bố anh ta chính vì không chịu nổi cú sốc mà này tự sát đấy. Lâm Tâm Đồng, sự bất hạnh của tất cả người xung quanh cô đều do bố cô gây ra. Cô muốn biết tại sao ông trời đối xử với cô như vậy không? Vậy cô xuống đó mà hỏi.
Dậy ăn cơm thôi, anh cứ kệ tôi. Tần Mặc Nghiêu, đừng để tôi coi thường cậu chứ. Cậu không dậy phải không? Bây giờ tôi sẽ đi giải quyết phụ nữ đó, để cậu khỏi ở đây sống đòi chết vì cô ta. Anh không được đi. Tần Mặc Nghiêu, cậu đừng quên, Trì Sam và Hạ Vũ Vi còn đang hả hê đấy. Cậu thế này thì bảo vệ cô ta kiểu gì? Cô ấy không cần tôi nữa. Cậu đừng tự lừa dối mình nữa. Cô ta cần, trong lòng cậu biết mà. Hợp đồng sinh tử của hai người đó hủy bỏ rồi. Đừng gọi đến nữa. Lâm Tâm Đồng đã nhìn thấy từ lâu rồi, hơn nữa đã sớm phát hiện ra chuyện của chúng ta. Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Tình hình phía anh thế nào rồi? Tiêu rồi. Tiêu hết rồi. Ý anh là gì? Tần Mặc Nghiêu. Tần Mặc Nghiêu lại có thể lý xong hội cực hành rồi. Còn số cổ phần mà anh ta hứa cho anh thì sao? Thì ra hắn ra điều kiện với anh sẽ rời khỏi Lâm gia là để câu giờ cho bản thân. Tên khốn này, hắn lại lừa anh lần nữa rồi. Anh không còn gì thật rồi. Vậy cổ phần của anh thì sao? Chẳng phải anh vẫn còn 18% cổ phần của Hồng Phục sao? Không nhìn cũng khá đáng giá mà. Anh đưa hết cho đám cho vay nặng lãi rồi. Anh vốn nghĩ khi giá cổ phiếu Hồng Phục tăng thể kiếm chút tiền, đến khi giảm thì mua lại. Nhưng mà lại bị Tần Mặc những tay trên. Vậy nếu bây giờ trả lại tiền thì có lấy lại được cổ phần không? Em đừng quá ngây thơ. Đó là bọn vay nặng lãi. Em có biết bây giờ bao nhiêu tiền rồi anh không? Anh trả kiểu gì chứ? Anh vốn định lấy cổ phần của Tần Mặc Nghiêu. Khi đó mọi việc sẽ dễ dàng. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Đồng Đồng, anh đi tìm Đồng Đồng. Bây giờ anh đi cầu xin cô ta tha thứ. Cô ta sẽ có thể cứu anh. Giải quyết việc này trước đã. Anh điên rồi à? Bị rối loạn tâm thần à? Sao cô ta có thể tha thứ cho anh chứ? Chẳng phải vẫn còn cô sao? Tất cả đều do cô xúi bẩy mà. Tôi chẳng biết gì cả. Trì Sam, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, chuyện đến nước này anh lại đẩy tôi ra làm lá chắn. Hạ Vũ Vi, chẳng lẽ cô cho rằng tôi thích cô thật sao? Ngay từ đầu tôi tiếp cận cô chỉ là để làm quen Lâm Tâm Đồng thôi. Trì Sam, tôi biết rất nhiều chuyện của anh đấy. Anh không đúng sợ. Thế cô là người hiểu tôi nhất. Cô biết tôi sẽ làm ra chuyện gì mà. Thế nên tôi khuyên cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sự đời biến hóa vô thường, trong đôi mắt mất đi ánh sáng, phải làm sao để che đậy nỗi hoang mang? Làm cách nào có thể không đề phòng? Liệu có thể tha thứ được chăng? Người em yêu sâu sắc đều đang lừa dối. Ai sẽ ở bên cạnh em? Trước mắt là một khoảng trống rỗng, chỉ đành dùng trực giác để đong đếm. Phương hướng được dẫn dắt bởi tình yêu, liệu có phải là ảo ảnh? Dần dần rơi vào một tấm lưới vô hình, thăm dò trong bóng tối, vượt qua màn đêm này, đem mọi lời thề ước thắp sáng đáp án mơ hồ.
Liệu tình yêu có thể làm vơi đi nỗi bất an của em? Thăm dò trong mối giằng co, không muốn lại né tránh. Làm sao có thể thoải mái sau khi nói hết lời thật lòng? Em quay đi, nhưng lại nghe thấy gọi của anh. Thăm dò trong nghịch cảnh, tìm lại cảm giác an toàn. Phải chăng đã quen rằng thời gian làm xóa đi nuối tiếc? Tình yêu của anh thật nồng nàn và ấm áp. Dần dần quên đi dò xét, tấp vào bờ đón ánh sáng. Anh để lại một ngọn đèn, em không còn cô đơn. Trong bóng tối, anh chính là đáp án của em.